Kính chào quý vị và các bạn. Một năm 2020 đã qua, chứng kiến sự thăng trầm của ngành du lịch. Năm 2021 này, chúng ta cùng hy vọng một năm mới khởi sắc cho du lịch Việt nói chung và ngành du lịch Lâm Đồng nói riêng. Thời điểm này, khắp những con phố, những điểm du lịch ở Lâm Đồng đã tràn ngập sắc xuân, sẵn sàng đón du khách từ muôn phương đến với Lâm Đồng trong năm mới. Hải Yến thay mặt những người thực hiện chương trình kính chúc quý khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng và gặt hái được nhiều thành công. Quý vị và các bạn thân mến, nằm giữa hai ngọn đèo Đờ Sang và Ngoạn Mục, thị trấn Đờ Sang vẫn giữ nguyên sự hùng vĩ hoang sơ. Ở đây không có nhiều khu du lịch nhưng lại rực rỡ sắc màu bởi những loại cây trái. Đến với thị trấn Đờ Sang, du khách sẽ mê mẩn bởi vẻ đẹp của những vườn hồng vụ thu hoạch. Mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy ngay sau đây. Đờ Sang mùa nào trong năm cũng tươi đẹp, nhưng những tháng cuối năm, nơi đây rực rỡ hơn bởi những khu vườn hồng có màu vàng cam nổi bật và không khí thoảng thơm mùi hồng chín, hồng sấy. Những trái hồng cuối vụ ngọt ngào được người nông dân giữ lại trên cây, điểm thêm màu đỏ cho những vườn hồng đã bắt đầu rút lá. Thưa quý vị và các bạn, những trái hồng đỏ au như thế này sẽ làm đẹp hơn cho mâm ngũ quả của chúng ta ngày Tết. Và ngày hôm nay Kiều Anh sẽ mời quý vị cùng chọn lựa những trái hồng tuyệt đẹp của xứ Đà Răng để cùng chân trong những ngày Tết này nhé. Giữa thị trấn Đờ Răng xinh đẹp, những vườn hồng như những đốm lửa thắp sáng cả thị trấn miền núi. Bất cứ ai khi đến với Đờ Răng trong những ngày cuối năm này đều mê mẩn bởi vẻ đẹp của những trái hồng đang đội chín. Người dân nơi đây cũng rất hiếu khách, không những cho bạn thoải mái tham quan chụp hình, mà còn rất sẵn lòng tặng cho bạn những trái hồng chín cây, ngọt ngào, mọng nước. Và bạn có thể thưởng thức ngay tại chỗ để cảm nhận được hương vị của cây trái vô mùa. Anh ơi, cái hồng này là mình hái đến bao giờ ạ? Bây giờ đây là mình chỉ hái là tới 22 Tết á. Dạ. 22 tháng chạp đó là dạ. mình hái đó là đúng vô cái dịp Tết, là tới về là cho bà con là tới 27, 28 là vô tới chợ là người ta đâm Tết được rồi đó. Dạ. Mình bán đi thị trường nào anh? Nói chung là từ thành phố xuống mấy tỉnh miền Tây. Hình như là xuống miền Tây là gần hết luôn đó. Dạ. Anh có thể hướng dẫn cho em hái hồng khi nào thì mình hái được ạ? Nhưng mình hái là mình hái những cái trái đỏ như vậy nè em. Dạ. Mình mà muốn thu hoạch cái trái này là mình phải đợi cho nó vàng hết lên. Nó vàng, nó sắp chín, nó vàng đều hết rồi mình mới thu hoạch được. Chứ còn mà khi mình hái mình trái nó còn xanh thì nó lại ủ lên, nó lạc hơn. Mà mình phải làm cho trái nó dè lên để cho nó vàng hết rồi mình mới hái được. Mình dạ. Hái vậy là về mình lau bóng sạch sẽ là bắt đầu mình bỏ vô thùng. Còn có công đoạn đánh bóng nữa. Dạ. Đây là mình hái, là mình hái bằng tay hay là mình có kéo thì mình cắt không anh? Mình chỉ cần mình lật nó qua vậy thôi. Đó. Dạ. Mình lật nó qua vậy thôi nè. Mình trái như vậy nè. Ồ đẹp đó. Quá. Mình sẽ lật những cái trái này lên. Mình để khoảng bao lâu thì trái hồng này chín ạ? Nếu mà như cái trái hồng này là mình khoảng chừng 3 tới 4 ngày là nó chín rồi nè. Dạ. Đó, những trái như vậy nè. Nếu mà đỏ lên hết hay là mình hái nè. Dạ. Đó. Mình chỉ cần lật qua. Hồng này mình hái thì có cần ủ gì không anh? Có, mình hái về mình lâu rồi cái mình bỏ cho nó một ít đá bia thôi. Một ít trái vừng chưa tới chừng nửa lạng. Dạ. Là đá bia là được rồi. Dạ. Đó, những cái trái này là mình hái được nè. Dạ. Giống hồng muộn vụ Tết chủ yếu là hồng vung đồng. Màu sắc không những đẹp mà còn rất ngọt, phù hợp cho cả ăn chín, làm hồng giòn hay kể cả sấy khô hoặc làm hồng treo. Tất cả sản phẩm đều cho màu đẹp nên được ưa chuộng và sẽ là những loại phù hợp cho những ngày Tết đến xuân về.
Những trái hồng đỏ rực tượng trưng cho một năm thật may mắn và nhiều hạnh phúc. Kiều Anh kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một năm mới thật an khang thịnh vượng. Trong những ngày Tết thì bánh chưng, bánh tét là món phải có trong mỗi gia đình. Năm nay có một điều đặc biệt là sản phẩm nếp quýt Đà Tẻ đã được nhiều người biết đến hơn và lựa chọn loại nếp này để làm những chiếc bánh chưng, bánh tét. Mời quý vị hãy cùng Hải Yến thưởng thức hương vị thơm ngon, đặc trưng từ bánh làm từ loại đặc sản nước tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Nếp quýt Đà Tẻ là sản phẩm nông nghiệp duy nhất của khu vực miền Trung Tây Nguyên, có mặt trên bản đồ gạo đặc sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Đây là chứng nhận về chất lượng sản phẩm, cũng như cơ hội để đưa sản phẩm nếp quýt Đà Tẻ mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Trong thời gian qua, nếp quýt đã được chứng nhận sản phẩm OCOP của huyện Đà Tẻ. Từ đây, sản phẩm nếp quýt đặc sản của địa phương ngày càng được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, người dân Đà Tẻ còn mong muốn giới thiệu đến cả nước loại nếp đặc sản của mình thông qua những món ăn được làm từ chính nếp quýt quê hương. Tết cổ truyền chính là dịp để thể hiện sự đặc biệt của nếp quýt Đà Tẻ qua những chiếc bánh chưng, bánh tét. Có một hôm đó là làm một cái hội chợ, thì khi mà hội chợ nói là mình nghĩ đến là muốn giới thiệu cái hạt nếp quýt của mình đến sản phẩm đến người tiêu dùng, thì mình không biết là làm như thế nào để cho giới thiệu, không lẽ là cầm hạt nếp bảo là cái hạt nếp này của tôi ngon lắm, nếp quýt của quê huyện tôi ngon lắm. Thì từ đó mình phát hiện ra mình nên là làm ra từ sản phẩm, ví dụ như chẳng hạn là từ bánh chưng, bánh tét, bánh ít la gai, bánh ít trắng. Gạo nếp quýt mình tròn có độ dẻo và thơm đặc biệt, tùy vào yêu cầu của khách mà người làm bánh chưng, bánh tét sẽ pha màu khác nhau, như màu xanh từ lá xiền, lá rau ngót, màu tím từ lá cẩm, hay có khách lại thích để nguyên màu của nếp, rồi đậu xanh, thịt heo được chế biến đượm vị. Từ bàn tay khéo léo, những chiếc bánh chưng, bánh tét dần thành hình. Mỗi ngày, hàng trăm chiếc bánh chưng, bánh tét ra lò, phục vụ nhu cầu của khách hàng. Những ngày cận Tết, chiếc bánh mang hương vị đặc trưng của nếp quýt lại càng được ưa chuộng nhiều hơn. Rất là đặc biệt đó là cái bánh này có thể là để ở ngoài với cái khí hậu mà lạnh thì từ 5 đến 7 ngày là nó không có bị hỏng. Và khi mà bỏ lên tủ lạnh là mình hấp lại mình ăn thì cái bánh nó sẽ không có lại sự cái hạt nếp. Từ bánh chưng, bánh tét làm bằng nếp quýt, sản phẩm nếp mang nét độc đáo rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được để quảng bá rộng rãi hơn. Người tiêu dùng rồi từ đó tìm đến mua nếp cũng ngày càng nhiều hơn. Đêm giao thừa, các chiếc bánh chưng, bánh tét dẻo thơm đặc biệt, ngồi quây quần bên gia đình và đón chào một năm mới đoàn viên, sum vầy và đầm ấm, cũng là ý nghĩa truyền đời của bánh chưng, bánh tét. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi du lịch của rất nhiều người. Tuy nhiên, Đà Lạt vẫn là điểm đến thu hút được sự quan tâm và được du khách trong nước ưu ái. Và trong những ngày đầu năm mới, những bông hoa đào bung nở khắp mọi ngõ đường, con phố của thành phố hoa này đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu con tim của cả người dân thành phố cũng như du khách khi đến với phố hoa. Và chúng ta cùng kỳ vọng cho ngành công nghiệp không khói ở địa phương sẽ cất cánh trong mùa xuân mới này. Trong ngày đầu tiên của năm 2021, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã đón hàng chục ngàn lượt khách trong nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy dấu hiệu phục hồi của ngành du lịch địa phương trong năm mới. Thì thứ nhất là cái cảnh đẹp của Đà Lạt và cái không khí rất là tốt. Và thường thì mình hay chọn Đà Lạt để làm nơi mà học tập hoặc là tĩnh tâm vào cuối tuần. Khi có dịp thì mình sẽ đến Đà Lạt. Đà Lạt Lâm Đồng không chỉ nổi tiếng bởi là miền đất giàu có các mặt hàng nông sản như rau, hoa, cà phê Arabica, mà thành phố mộng mơ này còn được biết đến như một tiểu Paris thu nhỏ. Tiềm năng du lịch canh nông được kế thừa trên nền tảng các thế mạnh nông nghiệp đã giúp cho ngành du lịch không khói ở Đà Lạt Lâm Đồng có nhiều hơn cơ hội chuyển mình.
ngoài cái kịch bản phòng chống dịch COVID năm 2020 sẽ làm tốt hơn trong năm 2021, thì đứng về cái vai trò quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch, chúng tôi hy vọng rằng là mọi khó khăn của năm 2020 thì đều được vượt qua trong năm 2021. Riêng đối với các cái chỉ tiêu của ngành văn hóa, thể thao, du lịch thì chúng tôi cũng rất mong là mọi chỉ tiêu đều đạt được, trong đó quan trọng là ngành chúng ta đón được hơn 4 triệu lượt khách du lịch trong nước đến với du lịch với thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Và đồng thời du lịch của Đà Lạt, Lâm Đồng cũng tạo thành một cái thương hiệu mới để đảm bảo cho cái khẩu hiệu của ngành du lịch Lâm Đồng là an toàn, thân thiện và thông minh. Giữ chân du khách bằng việc nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo không gian mới mẻ và hấp dẫn, nâng tầm chuyên nghiệp trong cung cách phục vụ. Đó là những tiêu chí mà nhiều doanh nghiệp du lịch tại Lâm Đồng đã và đang thực hiện bằng nhiều giải pháp. Theo những xu hướng hiện đại nhất thế giới bây giờ, gắn liền với bản sắc và văn hóa của con người Đà Lạt, rồi kết nối các thương hiệu lớn để hỗ trợ phát triển du lịch cho các vùng khó khăn nhưng mà có tiềm năng thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và quản lý, duy trì mở rộng quy mô, phạm vi tổ chức các chương trình hướng nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực địa phương, các chương trình vì cộng đồng, môi trường để lan tỏa các thông điệp nhân văn, nâng cao nhận thức xã hội như là Lang Man Treo, gây quỹ trồng cây, trung thư về bản, và luôn luôn coi đó là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Trong cái thời gian tới sẽ là có những cái đổi mới và cũng như những cái chương trình sản phẩm mới và thu hút khách du lịch, cũng như là những cái du khách đây chọn Đà Lạt là điểm đến đầu tiên để cho gia đình vui chơi, và những cái không khí đón xuân mới tại Đà Lạt rất là tốt. Tôi là bên đơn vị trung tâm xúc tiến thì là cũng sẽ làm một cái kế hoạch cũng như là phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng để tổ chức những cái chương trình là kích cầu du lịch và phối hợp với những khu điểm cũng như là các cái lữ hành, nhà hàng, khách sạn của Đà Lạt có những cái sản phẩm mới để đón du khách của trong và ngoài nước. Du lịch đang từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Việc khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp văn hóa và xây dựng môi trường thân thiện, Đà Lạt Lâm Đồng đã khẳng định vị trí vững chắc trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước nhiều năm qua. Năm 2021 thì đối với ngành du lịch của Lâm Đồng sẽ tổ chức các sự kiện và đổi mới các cái sản phẩm và thực hiện các cái chính sách về thu hút. Chính vì vậy thì hy vọng rằng một cái năm mới 2021 đến với Lâm Đồng, đến với Đà Lạt sẽ có những cái tinh thần mới, không khí mới và sẽ có đón tiếp nhiều khách du lịch hơn đến với Đà Lạt, đến với Lâm Đồng. Trong khi ngành du lịch của nhiều nước trên thế giới và nhiều địa phương trong nước đang chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19, thì lượng du khách chọn Đà Lạt tham quan, trải nghiệm với con số đáng ghi nhận ngay từ đầu năm mới đã mở ra niềm tin và kỳ vọng cho sự phát triển của ngành du lịch trên thành phố ngàn hoa trong mùa xuân mới. Một mùa xuân mới lại về với biết bao hy vọng, một năm nhiều thay đổi, khởi sắc hơn. Một lần nữa, Hải Yến xin kính chúc quý vị sẽ có những ngày Tết đoàn viên, ấm áp, một kỳ nghỉ nhiều niềm vui. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo của năm mới Tân Sửu.